Tôi muốn một con khủng long GP. Ở GP Cute T-Rex đi. Đây. Nó sẽ gen cho chúng ta đây. Angola. Xin chào Việt Nam. Các bạn có thấy hình ảnh cô gái này đẹp không ạ? Rất chân thực đúng không? Đây không phải ảnh chụp mà đây là ảnh do AI tạo nên. Một trong những công nghệ AI hàng đầu hiện nay là Blue Willow. Chúng ta sẽ tìm hiểu và trải nghiệm Blue Willow ngay bây giờ. Thì nói qua một chút về Blue Willow. Blue Willow là một công nghệ text to image phát triển bởi OpenAI. Các bạn nghe OpenAI có quen không? Chính là ở cái ChatGPT mà đang rất nổi hiện nay. Thì quay lại với Blue Willow cho phép người dùng tạo ra hình ảnh chân dung các nhân vật dựa trên mô tả về họ trong văn bản. Ví dụ bạn có một đoạn mô tả về một nhân vật trong tiểu thuyết, công nghệ Blue Willow có thể tạo ra hình ảnh tương ứng với mô tả đó. Công nghệ Blue Willow này thì dùng mô hình học sâu Deep Learning để phân tích và học các đặc trưng của hình ảnh. Sau đó nó sẽ sinh ra các hình ảnh tương ứng. Công nghệ Blue Willow Text to Image được phát triển với mục đích tạo ra những hình ảnh chân dung dễ dàng và nhanh chóng. Ok. Chúng ta sẽ tiến hành đi vào trải nghiệm Blue Willow. Chúng ta sẽ vào Google. Chúng ta gõ từ khóa Blue Willow. Chưa là Blue Willow nghĩa là chiếc gối xanh ấy. Và ngoài Blue Willow thì còn một công nghệ rất nổi hiện nay là Miss Journey. Nhưng mà Miss Journey thì đang mất phí. Blue Willow thì 100% free. Chúng ta sẽ đi vào Blue Willow. Đây, chúng ta nhấn vào link đầu tiên này. Blue Willow. Rồi, the free beta. Chúng ta sẽ phải đăng nhập vào Discord, một hệ thống chat để sử dụng Blue Willow. Discord này hay được game thủ sử dụng này. Đây, chúng ta đã đăng nhập vào Discord rồi. Bạn nào mà chưa có tài khoản Discord thì tạo ra cũng nhanh thôi. Và chúng ta sẽ truy cập vào Blue Willow như thế này. Thì chúng ta sẽ nhấn vào một channel của Blue Willow để tiến hành gen ảnh. Đây. Đây, các bạn có thể thấy là ảnh rất là đẹp. Không những đẹp mà nó còn rất là thực tế này. Rồi, chúng ta sẽ thử thử gen ảnh nhé. Đây. Cô gái vô cùng xinh đẹp. Mà đây là do AI tạo ra, không phải ảnh chụp. Ok. Các bạn thích gen ảnh gì nào? Tôi sẽ gen ảnh khủng long nhé. Sẽ gõ cú pháp như sau. Cái suộc này, imagine này, imagine tức là tưởng tượng đấy. Rồi cách ra, à, các bạn muốn gì? Tôi sẽ muốn một con khủng long bạo chúa nhé. Thì ở đây nó chỉ hỗ trợ là tiếng Anh thôi, nên chúng ta sẽ nhập tiếng Anh. Realistic. Các bạn mà muốn hình ảnh thực tế thì gọi chữ realistic này. Còn nếu không bỏ đi, nó sẽ tạo hình ảnh hoạt hình cho chúng ta. Tôi muốn một con khủng long GP. Ở GP Cute T-Rex đi. Ồ, xin lỗi, tôi lại gõ tiếng Việt à. Tôi sẽ gõ lại. Ok, chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Các bạn có thấy là rất nhiều người đang gen ảnh. Vậy thì làm sao để biết là AI sẽ gen ảnh cho mình lúc nào, khi nào? Thì ở đây có một cái hình inbox này, hình hộp này. Chúng ta sẽ nhấn vào đây. Đây. Ảnh nó sẽ gen cho chúng ta đây. Đây. Tôi viết sai chính tả
nó không hiểu nên nó lại tưởng người đây. Thì hôm qua tôi đã thử tạo hình ảnh về một lập trình viên nam đang ngồi uống nước chanh thư giãn đây, khá là đẹp trai không? Và thực tế. Đúng rồi, chúng ta sẽ đi vào đây, các bạn nhấn vào dòng này. Chúng ta sẽ đến khủng long T-Rex. Thì các bạn hãy thích hình khủng long nào thì các bạn có thể nhấn vào là upscaling này. Upscaling. Chúng ta sẽ đợi một lúc để nó phóng to hình ảnh. Đây, hình ảnh nó được phóng to này. Các bạn mua muốn ao ảnh mà chất lượng cao nhất ấy, thì phải open in browser nhé. Thì đây sẽ là hình ảnh có độ phân giải cao nhất free mà chúng ta có thể lưu về máy. Đây. Đây, rất nhiều ảnh tôi đã sửa đào về và trải nghiệm. Hình ảnh này thì sẽ là hai 2400 2048 pixel nhân 2048. Rất là chất lượng phải không ạ? Ok. Chúng ta sẽ tiếp tục với một tính năng nữa. Đây, các bạn không thích có thể nhấn vào đây để máy tính gen lại cho chúng ta. Đây, không là mọi chúa rất là ưng rồi không? Các bạn nào mà muốn lấy ảnh để làm truyện tranh cho trẻ con thì cái này là vô cùng xịn luôn, đúng chủ đích luôn, rất rất nhiều thứ có thể sử dụng với Text to Image công nghệ này. Đây, nó đã gen lại cho chúng ta khủng long này. Đây là một hình ảnh T-Rex gì nữa này. Ok, tôi sẽ thích con này. Tôi sẽ đi đến đấy. Và chúng ta sẽ tìm các biến thể của hình ảnh số 1 này. 1, 2, 3, 4 này. Đấy, 1, 2, 4 tương ứng ở dưới. Chúng ta cùng xem. Đây, nó sẽ tìm các biến thể của hình ảnh số 1 này. Ta cùng nhảy đến. Chúng ta có thể biến thể tiếp. Đây, nó lại biến thể tiếp. Càng biến thể thì càng khác cái hiện tại. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về công nghệ Blue Willow. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.